Trong vài năm trở lại đây, báo chí trong nước liên tục loan tải những thông tin sai phạm của Bộ Y tế như việc tiêm vaccine khiến nhiều trẻ sơ sinh tử vong, hay chuyện bác sĩ tắc trách khiến nhiều bệnh nhân chết oan, hoặc việc hàng ngàn viên thuốc đặc trị ung thư bị hết hạn, trong khi nhiều người bệnh lại không có thuốc. Vụ nhập thuốc điều trị ung thư giả của công ty VN Pharma hay những sai phạm bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý Bộ Y tế mà Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra vào tháng 12 năm 2018, v.v. Tuy nhiên, dù gặp phải nhiều phản đối từ phía người dân sau nhiều sai phạm nghiêm trọng trong ngành như vừa nêu, nhưng bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn không hề hấn gì, vẫn bình chân như vậy. Với việc bổ nhiệm làm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, Bộ trưởng Kim Tiến hiện cùng lúc kiêm hai nhiệm vụ bộ trưởng và trưởng ban. Nhận xét về người đứng đầu Bộ Y tế hiện nay, chị Kim, một cán bộ ngành y tại Sài Gòn cho biết. Thì giờ xét chuyện thuốc giả đi, mà vẫn còn ung dung lên báo nói chuyện là tập thể dục dưỡng sinh. Nếu mà giờ không dùng từ mặt dày thì chắc là dùng từ không có liêm sĩ á, như là không có tự trọng á. Người mà tự trọng đâu bây giờ nó như vậy đâu, mà lại còn là lãnh đạo mà một trong những cái bộ quan trọng nhất nữa. Hay là tối ngày chỉ đọc báo đảng, riết là tự sướng với nhau rồi, cho nên không có biết thế giới bên ngoài, hay là nghĩ dân mình tại vì sợ chính trị hay là sợ nói tới mấy cái vấn đề này cho nên cứ ung dung như vậy. Báo trong nước loan tin, tại buổi trao quyết định, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương, mong bà trưởng ban bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương mới Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ làm gương cho các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tuyến dưới, trở thành chỗ dựa tin cậy của cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo trung ương trong việc chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng lại cho rằng, việc bà Tiến phụ trách vấn đề chăm sóc sức khỏe của trung ương đảng cũng chỉ là hình thức. Cái mà gọi là Ủy ban chăm sóc sức khỏe trung ương, ngày xưa gọi là Ủy ban chăm sóc lãnh tụ, thì nó có từ lâu đời, từ năm 1954, khi bắt đầu những người cộng sản ở Hà Nội bắt đầu đã thành lập một ban này để chăm sóc những người lãnh đạo. Như trong gia đình tôi cũng đã có bác sĩ từng công tác ở trong cái ban đó, thì đều biết rằng thật ra tất cả những cái chăm sóc và các cái thuốc men của các vị lãnh đạo của Hà Nội đều là do từ Bắc Kinh. Những ý kiến của bác sĩ là đều là từ Trung Quốc. Nên cái việc và Kim Tiến sang làm trưởng ban đấy nó cũng chỉ là một cái chức vụ. Thật ra bà ấy cũng chẳng có cái chuyên môn hoặc là có một ý kiến gì quyết định trong cái việc là chăm sóc sức khỏe lãnh tụ. Từ việc bà Kim Tiến được đề cử làm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, nhiều người bày tỏ việc bổ nhiệm người tài tham gia vào bộ máy lãnh đạo trong cơ chế hiện nay là điều rất khó. Như nhận định của nhà báo Ngô Nhật Đăng. Cái cơ chế của cái chế độ quản trị họ vận hành như thế này thì những người tài sẽ không có cơ hội để phát triển tài năng. Và cái thể chế này họ cũng không thể chấp nhận vì những người tài thường có cá tính và cứ đứng trong hệ thống. Một là họ muốn thay đổi, hai là muốn cưỡng lại. Thì cái cỗ máy hệ thống này không thể chấp nhận cái chuyện đó. Tại vì chấp nhận cái chuyện đó thì lập tức nó sẽ có cái trục trặc và cỗ máy về vận hành sai lạc, và từ những cái chuyện sai lạc đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của hệ thống. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, nếu muốn thì vẫn có những quy trình tìm được người tài, nhưng vấn đề hoàn toàn do cơ chế của bản thân việc chọn người thế nào và thực thi ra sao. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng với một cái chức bộ trưởng Bộ Y tế và Giáo dục chẳng hạn, thì tôi nghĩ là không có một cái bộ trưởng nào có thể không bị tai tiếng vì những cái chuyện của cái hệ thống này. Thế là đến một cái lúc, có thể là một thời gian nữa, đến cái nhiệm kỳ chính phủ mới chẳng hạn, thì có lẽ là bà ấy thôi cái chức bộ trưởng. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến là cháu ngoại của ông Hà Huy Tập, tổng bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chồng của bà, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Hòa. Ông này nguyên là giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó có thời gian là giám đốc Bệnh viện Quốc tế Vinmec Central Park ở thành phố Hồ Chí Minh, thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.